dụng hoặc là bệnh viện tôi chưa biết. Thì đó là phần nói về sản phẩm từ đó. Một điểm thứ hai, điểm tiếp theo, đó là những điểm cần lưu ý. Đó. Cần lưu ý như vậy nè, là mình tài liệu tham khảo thì thường một cái điểm rất là hay gặp, bây giờ thì có rồi, nhưng mà vẫn có thể gặp. Đó. Rất là nhiều khi anh chị nói rằng là cái hiệu quả của điều trị gì đấy, đó, của chỉ số không, em chỉ biết tài liệu tham khảo là 1, 3, 7, 15, 23, 7, 15, 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
ngày xưa mình biết các tài liệu mình biết vậy thì mình thấy tưởng được, bây giờ tài liệu nhiều lắm, nên khi mà người ta sẽ biết là mình sẽ không thể đọc không, và không phải nghĩ những thứ không có hệ thống của mình. Mình nên là khó nhất là nếu được á thì mình nên đưa cái đề thảo cái bài của tổng có hệ thống để được rồi đúng không? Cảm biết là nếu mà không phải tổng hệ thống như vậy thì quả của chúng tôi có một cái chuyện thị trường phải là hàng có đạt có hai cái ba cái tổng có hệ thống rồi cho thấy số có hệ thống là đưa ra là có được nhất. Nếu không nữa thì chỉ chọn đề tài hoặc là mô tả sớm nhất đó, hoặc là quan trọng nhất, hoặc là tốt nhất, hoặc là gần nhất, mình giữ một số đề tài nào đó thôi cho. Mình có thể nói là đây là ghép gì đó, ghép tạng là một những cái đầu tiên các bạn được bởi vì việc làm bởi lâu lâu đó không? Ví dụ như về hoặc là quan trọng nhất không? Công trình quan trọng nhất về các tạng đã được thực hiện lớn nhất ở gì đó, được kê ra được không? Hoặc là tốt nhất, ví dụ bác sĩ có thể tới đây sự nghiệp bất sản có thể những vai trò của hiệu quả kéo giảm cuộc sống cái tạng là cái gì đó hoặc là lớn nhất thì mình phải được chứ mà mình nói như không có hệ thống tức là thấy bài nào cái chữ đó cái đường bộ đó, được đó. Rồi cái phần đương nhiên thì cái phần là nêu phần quan trọng thứ tới thì phải nêu cái gì chứ và tính mới thì nêu được cái kim giờ kiến thức tính quan trọng nêu tầm quan trọng đây công việc đó. Và cuối cùng thì mình đã nói rồi là đây là thông tin và rõ ràng cuối cùng thì ngắn gọn đó. Ngắn gọn là gì là mình đừng quá năng phong tử tức là đừng có quá năng thì nó sẽ biết chết sự quan tâm đầu tiên là bộ này cái này mới thì làm thì sẽ hay là biết làm giảm việc đó và cái độ dài thì cuốn sách nói rồi cả phải là tôi nghĩ là đúng là phụ thuộc vào sự hiểu biết của giả biết cái gì để thường những người hiểu biết về mình nhiều hơn cho nên là mình biết tương đối đừng có ngắn nhưng mà đừng có dài. Bây giờ thì đó là cái bài đầu tiên của chúng ta sẽ thành vấn đề. Có những câu hỏi gì chúng ta sẽ không?